tiết dạy hoạt động ngoài trời theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm. Các bạn muốn lấy giáo án tiết dạy này thì hãy comment rồi meo xuống phần bình luận bên dưới nhé. Chúng ta cần chuẩn bị những đồ dùng như sau: một số đồ dùng dụng cụ cho trẻ chơi. Và tiếp theo đó, quan trọng nhất đó là các loại lá cây, lấy cả lá vàng và lá xanh nhé. Đầu tiên đó là cần chuẩn bị trò chơi ai thông minh. Thank you.
Các bạn hãy cầm đồ dùng và kê bàn
kê bàn để chúng mình về góc chơi từ những chiếc lá này nhé.
bởi vì những chiếc lá cũng sẽ ngừng bay. Và bạn nào làm đúng sẽ được tôn vinh thêm. Và bạn nào làm chưa đúng thì sẽ nhảy một vòng lò cò tắt nước. Chúng mình có đồng ý không? Có. Bây giờ chúng mình đã sẵn sàng chơi chưa nhỉ? Có.
to lên. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy like, follow và bật thông báo cho những video lần sau của mình nhé. Xin chào tạm biệt.